có một vài đặc điểm giúp phân biệt các công ty tiếp thị mạng lưới với công ty bán lẻ và bán hàng trực tiếp. Sự khác biệt lớn nhất là trong tiếp thị mạng lưới, bạn làm việc cho chính mình, chứ không phải chỉ mình bạn làm việc. Khi làm việc cho chính mình, bạn mua sỉ từ công ty mà bạn đại diện. Điều này có nghĩa là bạn có thể tiêu dùng những sản phẩm này cho bản thân. Nhiều người lúc đầu tham gia cũng chỉ vì lý do này, để được mua sỉ, và nhiều người trở nên nghiêm túc. Bởi vì bạn có thể mua sản phẩm với giá sỉ, bạn có thể, nếu muốn, bán các sản phẩm này với giá rẻ và kiếm lời. Điều gây nhầm lẫn lớn nhất trong tiếp thị mạng lưới là bạn phải bán lẻ để thành công. Chuyện bán lẻ rất có ý nghĩa và điều này không nên bỏ qua. Nhiều chương trình yêu cầu bạn phải đảm bảo doanh số bán lẻ để được nhận tiền thưởng. Bạn có thể bán lẻ nếu muốn, hoặc bạn phải tuân theo các yêu cầu của chương trình cụ thể mà bạn tham gia. Nhưng để kiếm được nhiều tiền, thành công thực sự, bạn phải xây dựng một tổ chức. Điều quan trọng, hãy để chuyện bán hàng của bạn là kết quả tự nhiên của việc xây dựng hệ thống. Nhiều người thất bại vì họ cố nèm theo cách khác, họ cố xây dựng hệ thống bằng cách đẩy mạnh việc bán hàng. Khi đọc bài học trên chiếc khăn ăn về sau, bạn sẽ hiểu rõ hơn điều này. Từ bán hàng gợi nên hình ảnh tiêu cực trong đầu của 95% người đối diện. Trong tiếp thị mạng lưới, bạn không cần phải bán sản phẩm theo nghĩa thông thường. Tuy nhiên, sản phẩm phải được lưu chuyển. Nếu không, thì không ai cả kiếm được tiền. Tôi định nghĩa bán hàng là gọi điện cho người lạ và cố bán cho họ thứ gì đó mà họ không muốn, cũng không cần. Tôi nhắc lại, sản phẩm phải được lưu chuyển. Nếu không, thì không ai kiếm được tiền.